cái sở thích lớn nhất của Tiến đó là đi trong cánh cho thơ. Và đó cũng là một cái niềm vui có thể và là niềm vui được nhân đôi đối với những bạn thơ. Thấy được những cái bài thơ, những cảm xúc thật nhất là lúc đó mình viết ra ngay. Và chính vì thế mà Tiến có thể viết được nhiều thể loại, từ thiếu nhi tới tuổi teen, tới là thanh niên, tình ca, gia đình hoặc là thánh ca. Trên trang mạng Việt Nam Weblog á, trong cái blog của anh á, thì anh lấy cái nick là nhạc sĩ cô đơn không? Thế anh bạn quá trời sao anh lấy nhạc sĩ cô đơn? Thật ra thì cái thời kỳ đó mà xã mất mình cũng rất là cô đơn lắm. Nhưng mà cái tên này là do cái người bạn mà lớp mình làm internet cũng tới, cũng biết mình là nhạc sĩ, và anh thấy mình cứ luôn muốn một cái nghề mấy kẹo là sĩ cô đơn. Thế dù dùng cái đàn cái đích nó luôn lên các anh chị, nó cũng theo mình hơn mười năm rồi. Cái bài Thu Khóc này ca sĩ Hoàng Hiệp hát là anh viết cho vợ ảnh, bài hát rất là xúc động. Nhưng mà thật ra là anh có cô đơn đâu, tại vì tình cờ khi mà xem trang mạng các trang mạng của người bạn thì có những cái nhà thơ rất là hâm mộ anh, rất nhiều người hâm mộ mà viết thơ lên riêng cho anh, viết thơ lên cho anh luôn á, và thơ cho cái ngày hôm nay nữa. Vừa rồi tình cờ thấy lên mạng thấy trong cái trang gió phương nam gì đó viết cái bài này tặng anh, mà không biết anh có biết không, với anh nhạc sĩ cô đơn được bài thơ như vậy, xin đọc cho anh rằng nghe. Em đâu cầm trái tim của anh như ly lăng cầm trái tim của anh, anh trở về hơn nửa vòng trái đất gọi tên anh trong hơi thở ấm nồng, anh có về thăm lại dòng sông nắng vàng yêu giữa mùa hoa cải nơi huyền ảo bên bồi bên lửa mẹ ta xưa một thở ru hời, em nơi này thầm gọi hát tư ơi anh xa lắm hơn đồng tay em với lo kèm giáo điều chi thầm kín trái tim thôi nghe ngát từng chiều nốt nhạc nào lỗi nhịp lời yêu ước gì em hóa thành ngọn gió nhờ hương hoa lo kèm giải mãi mãi hát điều gì mãi hát điều gì lời của tháng tư con chào bác này có người hâm mộ anh thơ tặng nữa thật sự là biết gì hôm nay anh đọc bài thơ thực sự rất là cảm động mà cũng đang bị run và trên cái và bài thơ này là nhân khi biết anh tiến về và ông chương trình không đến tham dự được biết bài thơ này tặng anh. Bây giờ xin chân thành cảm ơn nhà thơ Gió Phương Lam, cảm ơn rất nhiều cô bài thơ rất là mình nghĩ chắc có lẽ là một tình thương mến thơ do cái tình yêu mến của các bạn lúc ở đây cũng có rất là nhiều người từ xa trở về như anh nhà thơ Nguyễn Đức Đáp từ Vũng Tàu trở về, anh Nguyên Hùng, chị Ngọc Ý từ Bạc Liêu và còn có những bạn thơ từ ở Hải Phòng, Đô, Hà Nội nữa, nhưng mà có lẽ hồi vẫn có đâu đó tiếng không có nhìn thấy. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và một chút nói của các bạn và cũng xin mở mặt nói là khi mà lên mạng á, tìm thông tin về anh Nguyễn Ngọc Tiến á, để hôm nay là mở trời thấy anh quá trời nhạc luôn, nhạc tình nhiều lắm, nhạc khổ thơ rất là nhiều và vậy xin anh có thể chia sẻ cho biết là cái sáng tác đầu tay của anh là ca khúc nào, biết năm bao nhiêu tuổi? Thật ra hồi xưa mình học piano, căn bản rồi học guitar, nhưng mà tập tè viết nhạc thì lúc đó khoảng 17-18 tuổi. Viết xong bản nhạc thì đưa cho người những cái bậc đàn anh đàn họ biết mình biết gì, mình biết mình hiểu thôi. Nhưng mà từ khi mà được học cha Xuân Thảo rồi những thứ kia, năm đó mình học năm thứ nhất ca trù và kỹ sư âm, mình nhận ra rằng mình viết sai tài năng đấy. Và cũng giờ đó thì chỉnh lại cái bài thơ đó trở thành cái bài rất là dễ thương và hát vườn tình. Anh có thể hát một chút xíu được không? Bài hát đầu tay cái bài đó cũng đã tặng nó mình viết cho người vợ ở đảo quá khứ của mình. Cái lời là bên thềm ngôi nhà ấy tháng năm ngập sương mây có một nàng thiếu đứng tóc nàng ngọn hương xuân nàng sinh từ gió mát lớn lên trong tim
Thank you.
rất là rất tuyệt vời. Tôi nghĩ là không có ca sĩ nào có thể hát được ca khúc này hay hơn. Đầu tiên xin hân hạnh được hát với ca sĩ rất là nổi tiếng và xinh đẹp, ca khúc Lý Đợi Mong. Đúng ra bài này thì không một ca sĩ hát, nhưng mà vì lý do kỹ thuật cho nên là Tiến làm các cơ liều mình lên hát vậy, cho nên là Ngọc Ngọc một tí thì cũng xin mọi người vỗ tay ủng hộ cho cái Ngọc một tí nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.